hai sách yêu tên thì mới nói là You can chơi đồ. Em tưởng tượng hai cái bảng 7m mà thì biết không còn cái chỗ trống nào hết, anh chép không kịp thật sự luôn á. Không có cái buổi học nào mà anh chép bài kịp trên. Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất thì chắc em nói về kỷ niệm lần đầu tiên em bị rớt môn đi. Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với Ơi Nho Nghe. Hôm nay là một tập vô cùng đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhau đi bóc phốt thầy cô của trường đại học tự nhiên nha. Tôi sẽ dùng điện thoại để call phỏng vấn cho những cái cụ sinh viên này, sinh viên mới này đang học, đã và đang học của trường đã và đang học trường đại học tự nhiên. Ê khoan, tôi sẽ rất là xin lỗi mọi người nếu như mà khi mà quay vlog mà tôi có nhìn xuống dưới hoặc là nhìn qua đây nhá. Tại vì là tôi đang dùng điện thoại để call cho mọi người á, thế nên là không thể nhìn trực tiếp vào cái camera được. Mọi người thông cảm cho tôi nha. Bắt đầu thôi nào. Kushidaki Kyo to iimasu. Koko ni iru minna to natayoku naru koto ga mokuhyou desu. Taksan omoide wo tsukuritai node, minasan dondon sasotte kudasai. Hello anh. Hello. Dạ, xin chào anh. Ok, chắc là mình sẽ em xin phép anh là em sẽ record các màn hình lại nha. Ok, mình sẽ vô luôn câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi nhẹ nhàng nhất. Anh hãy giới thiệu sơ cho mọi người biết mình là ai đi ạ? Tên này, mình học khá bao nhiêu và mình học chuyên ngành gì ạ? Anh tên là Nhật ha. Anh học khóa K16. Chuyên ngành của anh là giải tích. Dạ, em là Lâm Thiên Ngân, khóa 19 của khóa 19 toán tin học. Em đi theo ngành phương pháp giáo dục toán học. Wow, là sau này là giáo viên đúng không? Dạ. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Thanh Vũ. Thì mình là khóa K18 của khoa toán tin, chuyên ngành là toán sư phạm và giáo dục toán học. Em nói nhầm, xin lỗi, giáo dục toán học. Em là anh em là anh Huy, khoa toán tin khóa 2018. Thì em đang theo chương trình phát tán thông tin. Dạ, em xin chào chị và chào tất cả mọi người. Em là Nguyễn Ngọc Duy. Em là sinh viên khóa K20 của ngành học dữ liệu khoa cán tin của trường mình. Wow. Khoa học dữ liệu là cái ngành mới nhất của trường mình đúng không? Của khoa mình đúng không? Dạ đúng rồi chị. Wow. Vậy thì chắc là sau này mà đợi em học được đến năm 3, năm 4 gì đấy, xong rồi chị sẽ xin em một chút ít review cho mọi người nha. Dạ, em sẵn lòng ạ. Ok. Chào mọi người. Thì mình là Võ Đào Ngọc Á. Mình là sinh viên của khóa K15. Anh hãy nói lên một cái câu nói kinh điển nhất mà khiến anh nhớ mãi về cái người giảng viên đấy ạ. Câu nói kinh điển nhất mà để anh nhớ là anh nhớ thầy Đức á. Thầy Đức đó là học toán thì đừng nên thông minh quá, nên cất cái thông minh của mình đi. Học toán thấy ấn tượng. Cái năm đấy là năm đầu tiên mà anh mới vào trường đúng không ạ? Xong rồi khi mà anh nghe được câu đấy thì anh có cảm xúc như thế nào ạ? Cảm xúc lúc đó anh kiểu rất thông minh đi là sao? Thầy đang nói gì vậy? Thầy cái này đang nói gì không? Đúng là thầy nói lộn. Nói to lên. Dạ, con này cho em vài giây suy nghĩ. A few moments later. Các bạn K19 với lại các anh chị khóa 18 trở về trước là rất là biết cái câu này. Đó chính là các em nếu muốn làm toán được thì các em nên vứt bỏ được sự thông minh đi, thì các em mới làm toán được. Thầy Dương Minh Đức again. Dạ đúng rồi. Câu đó nó quá kinh điển. Hình như cô đấy nổi tiếng đến mức độ mà kiểu chị phỏng vấn ai thì người đấy cũng sẽ, các bạn đi cũng sẽ nói một câu y chang em luôn ý. Kiểu thế. Yeah. Ok, em còn một câu nào khác nữa không? Của một người giảng viên nào khác? Dạ, để em nhớ lại. A few moments later. Ok, bây giờ một câu của thầy Trọng. Em nói hẳn luôn là tiếc thầy Trọng là em thường hay ngủ. Cái chuyện này bình thường. Chắc em sẽ dùng câu nói của thầy Đức. Hãy áp dụng giống giống khác khác để giải toán. Bài toán nào cũng tương tự nhau. Hãy
hãy bỏ não ra để làm bài. Tại em nghĩ là khi mà bước vào năm nhất ấy thì các bạn kiểu bỡ ngỡ, xong rồi gặp thầy Đức thì thầy Đức nói câu đó thì các bạn kiểu hoang mang, ui học toán mà bỏ não ra thì sao mà làm bài được, đại loại là vậy, nên kiểu bị ghi nhớ mãi trong đầu ấy chị. Vậy bây giờ còn có một câu nói nào đó khác của một giảng viên nào đó khác nữa không, em có nhớ nữa không? Còn một câu nói của giảng viên khác hả? Để em suy nghĩ thử. Bên hướng giáo dục, bên hướng giáo dục thì có hai người là cô Nhi và cô Hiếu, nhưng mà hiện tại thì em lại chưa nghĩ ra là hai cô có cái câu gì đặc sắc ấy, ngoài mấy cái câu kiểu deadline khi nào có đây, bài dự án khi nào nộp, deadline khi nào có đây, bài dự án khi nào nộp, rồi làm xong chưa, tới đâu rồi đó, đại loại thì mấy cô thì hay nói như vậy, chứ còn về học thì em không biết là mấy cô có con nói kinh điển như thế nào. Ôi biết đâu những câu đấy là câu nói kinh điển của các cô rồi sao, kiểu mỗi lần nghĩ tới cô Nhi tới cô Hiếu là sẽ nghĩ tới câu ở deadline đâu rồi kiểu thế, đúng không? Đấy à, hay mà em nhớ có một câu mà không hồi hay là hồi em học môn vi đức từ phần nước phân 2B em học thầy Nguyễn Nhật Hưng. Thì lúc đó thầy có kể giai thoại về Isaac Newton, thầy có nói là you can chơi đồ. Trời, em thấy một người thầy mà kiểu thầy hướng mà bạo đến vậy. Câu hỏi thứ ba là anh hãy kể một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh với lớp hoặc là với thầy cô trong cái suốt khoảng thời gian anh là thành viên của đại gia đình khoa tán tin học. Kỷ niệm mà đáng nhớ nhất đó là lúc đó, cái hôm đó là tụi anh học bài tập của cái môn giải tích 2, lúc đó là học thạc sĩ Lê Văn Chanh. Cái môn giải tích 2 là cái môn mà nhiều người rớt nhất đúng không? Đúng rồi. Giải tích 2 hay là giải thích hai cũng có, mà trong cái môn lý thuyết độ đo xác suất cũng có, thì bài tập thì đều học anh Chánh hết, cái kiểu là anh xin đi ra ngoài đi vệ sinh, sau đó là anh ngồi luôn ở ngoài lan can luôn lúc mà học trong nhà điều hành á, sau đó là mấy bạn đi ra ngoài chung, xong rồi cả một đám đi ra ngoài đi vệ sinh, xong rồi ra ngoài như là của lớp ngồi nói chuyện như thế cho đến giờ ăn trưa luôn, là tốt tiết kiểu vậy. Ủa, có một cái lý do đặc biệt nào đấy mà anh với mọi người lại quyết định cúp tiết như thế không ạ? Thì kiểu bữa đó hứng ra ngoài chơi, xong rồi ra ngoài chơi luôn, không quay trở lại lớp. Rồi. Có lẽ là anh có một kỷ niệm rất là vui khi mà học với lại anh Chánh, đó là anh được giữ cái bảng nó điểm cộng á. Cho nên là mỗi bạn mà lên bảng một lần thì sẽ được một dấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thì là trong lớp thì cứ mỗi bạn lên bảng một lần anh đánh tới 3-4 dấu rồi. Kỷ niệm với giảng viên thì em hiện tại em cũng chưa có, nhưng mà kỷ niệm với lớp thì có, và cái này thì nó cũng khá nổi tiếng trong cái K19, là có cái lần em thi giữa kỳ môn đại số đại cương á, thì em nghĩ là cái đề đại số đại cương nó khó, cho nên em mới xét kèo với mấy đứa bạn là tao thề kỳ này tao mà trên tám điểm giữa kỳ là tao mặc váy chạy vòng vòng quanh trường. Và kết quả ra là lên 10. Rồi sao? Rồi em có mặc váy không? Rồi em có mặc váy không? Dạ, cái kèo này em đang khất. Khi nào mà em mặc váy thì em nhớ gọi chị đi theo để chị quay vlog lại cho mọi người xem nhá. Thôi chị ác dừa chị ơi. Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất thì chắc em nói về kỷ niệm lần đầu tiên em bị rớt môn đi. Lần đầu tiên em bị rớt môn. Nói rớt môn thì cũng không phải, nhưng mà là do cái câu chuyện đó là kiểu là bữa đó môn của cô Hiếu là môn giáo dục tổng hợp, thì có một tiết gọi là tiết giảng bài ở trên lớp á, là nó chiếm hệ số hình như là em nhớ không nhầm lúc đó là 20-30% gì đó. Thì tối hôm đó thì nhóm em có thức đêm để kiểu hơi lo lắng một chút xíu, tại vì số điểm nó cũng khá là cao. Nên bọn em cũng thức đêm rồi cũng làm bài, xong rồi tới bọn em làm bài tới khuya, xong rồi tới sáng vậy bọn em lại ngủ quên. Xong rồi em cũng có nhờ mấy bạn cùng team để gọi em dậy á, thì mấy bạn gọi sớm quá, gọi lúc đó là 7:30 đi học, mà các bạn đó gọi em tầm
cỡ 6 giờ 15, em thấy sớm quá vậy thôi em tắt máy, em thôi ngủ thêm chút xíu nữa. Em ngủ một hồi dậy là lúc 9 giờ mấy luôn. Đến lúc đó là thì em không đi học nên điểm một điểm thuyết bài và điểm giảng bài hôm đó thì không có, nên em quyết định không có đi thi. Đó thì đó là lần đầu tiên cái môn đó em phải đi học lại lần hai là môn giáo dục tổng hợp. Đó là thời gian em nhớ mãi. Em kiểu lúc đó em kiểu cảm giác có lỗi với mấy bạn ấy. Em còn nghe cô Hiếu kể lại là Thiên với Ly là hai người cùng team em lúc đó, là hai bạn kiểu phải tới lượt em, tại vì bài đó cô chọn là sẽ tính kiểu như là người người đi lên giảng bài. Chị cũng muốn thay đổi phát rao lại không? Không sao, tiếp đi. Ok. Tại vì cái điểm đó là điểm mà kiểu là người đi lên giảng bài là sẽ lấy điểm cho nhóm. Nhưng mà xu một cái nữa là điểm hôm đó cô bóc thăm ngẫu nhiên thì lại là bóc chúng em. Đấy, nên cả nhóm không được làm bài. Thì Thiên với Ly phải ở lại tới cuối giờ ngồi năn nỉ cô thì Thiên với Ly mới được lên giảng lại. Đấy, thì kiểu lúc đó em kiểu cực kỳ có lỗi. Thì em nghĩ là thôi không sao đó, lỗi mình thì mình học lại không sao. Nhưng mà ảnh hưởng tới hai bạn đó cũng thấy kỳ. Nên kiểu đó chắc là kỷ niệm đáng nhớ. Cũng là môn đầu tiên em phải học lại trong suốt quãng đời sinh viên của em, môn giáo dục tổng hợp. Và học lại lần hai em cực kỳ thành công, mong đợi kiểu kết thúc viên mãn á chị. 10 chấm không? 10 chấm không? 9.5. Wow. Nhưng mà nói chung là chị sẽ chia buồn với em. Nhưng mà chị hỏi em là tại sao cái khoảnh khắc đó lúc mà 9 giờ em không có định em không đi học nữa? Cái hôm mà trước cái ngày thi của Kỳ á, thì em với bạn em có rủ nhau cúp học. Dạ thì hôm đó thì
em rủ bạn em cũng học qua bên câu lạc bộ của văn khoa lý học cái buổi là ôn tập á, và cuối cùng thì hôm đó thì cho kiểm tra hơi chua nhưng mà dạ, cuối cùng thì nhưng mà thì một... cũng ổn à, ok bạn thì cũng đỡ ha, nhưng mà rút kinh nghiệm lần sau nghe. Dạ, thì cũng gần tới tháng 11 nên mình cũng muốn chia sẻ về cái quãng đời mình học ở đại học. Mình thấy cũng có nhiều cái chuyện khá là vui với lại thầy cô, ví dụ như mình được cô Nhi dặn trong qua tới tin mời cô mời qua ăn ăn mì quảng cho chính tay cô nấu. Wow. cô nấu mì quảng tuyệt vời luôn, rất là ngon, tại vì là cô là nhân gốc ở Đà Nẵng mà, nên là cô nấu mì quảng ngon lắm. Cũng nhờ cô mà mình cũng học được rất là nhiều điều từ cái việc học tại từ sinh viên. Cũng nhớ cô lắm, lâu lâu thì cũng có đặt thăm cô, cũng cô cũng rủ đi cà phê đồ này kia, nhưng mà chưa có dịp được đi lại vì đang lúc dịch này. Yeah. Câu hỏi thứ tư, anh hãy gửi một lời chúc hoặc là một lời nhắn nhủ nào đó tới một người thầy cô hoặc là tất cả thầy cô trong trường cũng được ạ. Nhắn nhủ. Nhắn nhủ kiểu gì bây giờ trời? Nhắn nhủ kiểu... Em có thể example một cái gì đó không? Nhắn nhủ kiểu yêu thương hoặc là nhắn nhủ kiểu thầy Trọng ơi, thầy Trọng đừng có điểm danh nhiều nữa hay sao đấy, kiểu thế. Đúng rồi. Kiểu là anh muốn nhắn nhủ là khi mà học mấy môn của thầy Trọng á, thầy nên bớt viết nhiều trên bảng lại, chép không kịp. Thầy nên viết ít thôi. Em cứ tưởng than cái bảng 7m mà thầy cũng biết không còn cái chỗ trống nào hết, thầy chép không kịp thật sự luôn á. Không có cái buổi học nào mà anh chép bài kịp hết trơn. Từ có thầy giải tích 4 đúng không ạ? Thầy Long thì viết vẫn không có nhiều bằng thầy Trọng đâu. Anh nhớ là có một cái môn viết rất là đỉnh cao, đó là môn giải tích hàm trong thống kê á, thầy viết liên tục luôn, thầy viết chép không kịp với thầy luôn, cha chép kịp hết. Cho nên là anh muốn nhắn nhủ là thầy viết bài ít thôi. Vậy thì em sẽ hy vọng rằng thầy sẽ coi được chiếc vlog này của em. Dạ thì nhân dịp 20 tháng 11 thì em chúc tất cả thầy cô và em chúc tất cả thầy cô nhiều sức khỏe, luôn gặp những cái thành công trong cái con đường diễn dạy, con đường nghiên cứu của mình. Và cái lời mà em đặc biệt gửi tới hai cô đó là cô Châu Thị Hiếu và cô Phan Nguyễn Thái Nhi, là chúc bà hai cô sẽ luôn luôn giữ được cái ngọn lửa nhiệt huyết và cái sự tận tâm đam mê của mình để truyền lại được những cái kinh nghiệm quý báu cho sinh viên tụi em, để sau này ra đi dạy thì sẽ không bị bỡ ngỡ và sẽ đạt những thành công trên con đường giảng dạy của mình. Chúc hai cô nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Chị hy vọng là hai cô có thể coi được cái đoạn này của em, thì hai cô sẽ rất là vui khi mà có một người học trò như em. Gửi lên thì chắc là tại vì thông qua cái câu chuyện hồi nãy á, thì em tại vì cái giáo viên môn mà để em học lại lần hai á, thì môn đó cũng rất đặc biệt, nên cái giáo viên mà dạy lần hai của dạy được dạy em hai lần á, thì em cảm giác rất là quý, là đó là cô Hiếu. Ủa, cô Hiếu dạy cũng vậy. Sao lại được dạy em? Cho nói lại. Cho em nói lại nhé. Ok. Thì thông qua câu chuyện vừa rồi á, thì nói chung là cái môn mà em được học lại hai lần á, thì nó cũng tạo cho em một cái gì đó gọi là ấn tượng sâu sắc đặc biệt. Nên cái lần hai em học cực kỳ quyết tâm, và em cảm giác được là cái người thầy cô dạy cái môn đó là môn giáo dục toán học, là cô hiện tại đã hồi lúc dạy em là cô Hiếu, thì em cảm giác được cái lửa của cô truyền cho mấy các bạn sinh viên. Cô dạy rất là nhiều, em cảm giác như cái thời mà em học lần một là không có được chữ gì á, nhưng mà qua lần hai kiểu tất cả kiến thức được vun đầy, cô dạy rất là dễ hiểu tâm lý, rồi nói chung mọi thứ đều ok cả. Thì nhân đây cũng muốn gửi lời nhắn đến cô sắp tới ngày 20 tháng 11, không riêng
riêng gửi chung cho tất cả các thầy cô, mà đặc biệt là cô Hiếu một chút xíu, ưu ái cho cô Hiếu một xíu là mong các thầy cô kiểu khỏe mạnh, rồi nói chung là thành công hơn trong công việc, đặc biệt là các dự án. Đối với chuyên ngành giáo dục tổng hợp của bọn em thì cái dự án về sách làm sách cho người khiếm thị thì sẽ đạt tiến độ như mong đợi, để cho các bạn học sinh có tài liệu để học tập. Về cô Hiếu thì em mong cô ngày càng sức khỏe hơn nữa, thành công hơn trong công việc bán hàng, để một phần nào đó trang trải trong cuộc sống, để cô có một và vẫn còn cái lửa và đam mê để truyền lại cho các học sinh khóa sau. Đối với các bạn sinh viên mà được học chuyên ngành mà toán sư phạm á, được học cô Hiếu thì em thấy là các bạn, em cảm giác này em được học cô Hiếu là cực kỳ may mắn. Cô Hiếu dạy em rất là nhiều thứ, không riêng chỉ là không riêng về cái việc mà học tập, mà cô còn dạy chỉ cho bọn em nhiều thứ liên quan ngoài cái việc học nữa. Cái gì kiểu như là khi bọn em có tâm sự hay là có những cái vấn đề gì đó ngoài đời á, thì cô sẵn sàng, cô bỏ ra hết, cô ngồi cô nhắn tin, cô ngồi cô trò chuyện. Mặc dù em chưa thử đâu, nhưng mà em thấy các bạn cùng team với em cũng có chuyện này chuyện kia, nhưng mà em không hỏi được á. Nhưng mà em thấy cô Hiếu là người cầu nối, giải quyết vấn đề rất là kiểu gọn ghẽ, thì em mong cô sẽ tiếp tục con đường hành trình này để truyền lửa cho các bạn học sinh có sau, đào tạo ra những thầy cô giỏi như cô vậy. Thực ra là chị là người được từng học cô Hiếu một môn giáo dục học rồi, và chị cảm thấy như là cô không chỉ là cô giáo nữa, mà cô như kiểu là một người bạn của mình luôn ấy, kiểu thế. Dạ, đúng rồi. Thế là chị nghĩ là với con điểm 9.5 đã là nói lên tất cả là cái sự cố gắng của em khi mà em được học lần 2, cũng như là cái sự mà cái lửa mà cô truyền cho em rồi. Nên là cảm ơn em rất là nhiều đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì em nhân ngày 20 tháng 11 này thì em kính chúc quý thầy cô trong trường mình có nhiều về sức khỏe, luôn bình an bên gia đình mình, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid như thế này, và luôn gặp nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Ok. Dạ, nếu mà em gửi lời chúc thì em muốn chúc tới thầy Hưng. Thầy Hưng hả? Tại vì, dạ, tại vì em là một người rất là thích học những thầy cô giáo mà có khiếu vui vẻ, có sự hài hước. Và em thấy thầy Hưng là cũng là người rất là giỏi nữa. Thì em chỉ mong thầy là nếu mà em có gặp thầy nữa thì thầy hãy cứ tiếp tục công thầy trong lớp nhiều hơn. Và em hy vọng là cho dù là em có không gặp thầy nữa thì thầy cũng sẽ giữ cái sự nhiệt huyết, cái năng lượng vui vẻ đó cho những cái khóa sau. Cảm ơn em rất là nhiều, chúc em sẽ có một cái khoảng thời gian rất là vui, đáng nhớ ở trong cái ngôi trường học tự nhiên này nha. Rất là muốn cũng muốn chúc hết tất cả các thầy cô luôn, vì mình rất là mến các thầy cô ở trong khoa mình. Thì chắc là mình sẽ gửi đến tất cả các thầy cô khoa nói riêng và tất cả các thầy cô ở trong trường khoa của mình nữa, trường học tự nhiên, một lời chúc sức khỏe, thành công và có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ, vậy thì không biết là anh có một cái lời nhắn nhủ đó với thầy cô hoặc là với các bạn sinh viên không ạ? Nếu như mà được nhắn nhủ đến sinh viên của khoa mình, khoa toán tin học, thì các bạn cứ hãy luôn luôn niềm nở với thầy cô, tại vì thầy cô rất là dễ thương, trò chuyện với thầy cô nhiều hơn để gắn bó cái tình thầy trò, thì sau này bạn có thể là gọi điện hỏi thăm hoặc là gặp lại thầy cô thì bạn sẽ cảm thấy là sinh viên của mình đó đầy nghĩa hơn. Ta-da! Vậy là chiếc vlog của tuần này từ đây là hết rồi. Thì mình hy vọng rằng chiếc vlog này có thể đem lại cho các bạn những tiếng cười này, cũng như là khơi ra lại cho các bạn những cái kỷ niệm đáng nhớ của cái thời sinh viên. Thì các bạn cho mình xin lỗi về cái sự hơi rườm rà này, nó bị rớt xuống 2-3 lần rồi. Thì mong là các bạn bỏ qua cho mình vấn đề này nha. Mỗi ngày đi qua thì thầy cô của trường đại học khoa học tự nhiên lại dẫn dắt chúng em tới gần hơn với những cái chân trời kiến thức mới. Nhìn chiếc vlog này thì em muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô đang là giảng viên của trường đại học khoa học tự nhiên đã đồng hành, đã hỗ trợ em suốt 4 năm qua.
chúc thầy cô thật là nhiều sức khỏe, thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc vlog lần sau. Nhớ like, share và đăng ký kênh của tôi nha.